Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Phố Trong Làng. Phố Trong Làng tập 49, Hoài thừa nhận tiết lộ thư tố cáo của bà Hiếu. Hiếu không ngờ sự thật, Hoài mới là người tiết lộ bà của Hiếu đã viết đơn kiện cáo. Bà Hảo bị cả làng đồn đại tẩy chay cho nên Hiếu rất căm tức Nam và Ngọc, cặp đôi mà Hiếu cho rằng đã tung tin việc bà của Hiếu đi kiện cho cả làng biết. Lúc này, Hoài đã thú nhận chính cô mới là người tiết lộ bức thư tố cáo của bà. Hoài giải thích cô nhặt được lá đơn của bà nên cô đưa cho Nam vì nghĩ anh sẽ giúp đỡ được. Hiếu sững cả người, không ngờ lại chính là Hoài. Vậy mà bao lâu nay anh hiểu lầm Nam và Ngọc. Với tính cách của mình, tưởng rằng Hiếu sẽ phát điên lên, nhưng trong trích đoạn hé lộ sau đó, Hiếu lại đến nhà Hoài và dỗ dành cô. Hoài còn yêu cầu Hiếu phải xin lỗi cô. Hoài đã có chiêu gì mà có thể xoay đổi tình thế?